Xin chào các bạn đã đến với kênh Mr. Coin. Thì lần đầu tiên, mình xin chúc các bạn cũng như là người thân một năm mới 2022 thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Và chắc chắn chúng ta sẽ có những thành công thật là tốt đẹp ở trên thị trường cryptocurrency cũng như là trong tất cả mọi công việc chúng ta làm trong năm 2022 này. Đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin98 Wallet. Đây là ví crypto đa chuỗi cho phép chúng ta có thể lưu trữ tài sản trên hơn 30 blockchain khác nhau, chỉ một passphrase duy nhất. Các bạn có thể swap token một cách nhanh chóng và vô cùng tiện lợi. Xpoint được thưởng trong mỗi lần swap token và các bạn có thể sử dụng Xpoint để nhận những phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Gần như mọi dịch vụ về DeFi đều có mặt trên Coin98 Wallet. Hãy tải Coin98 ngay hôm nay bằng link ở phần mô tả của video để ủng hộ Coin98 và Mr. Coin các bạn nhé. Thì cùng nhìn lại năm 2021, đầu tiên chúng ta sẽ xem diễn biến ở trên thị trường về giá cả, về vốn hóa của từng cái mảng coin, rồi từng cái hệ sinh thái. Sau đó chúng ta sẽ điểm qua những tin tức quan trọng để xem là trong năm 2021 vừa qua thì tổng kết lại thị trường nó đã biến động, nó đã phát triển như thế nào. Về giá cả thì đầu tiên chúng ta phải nhắc tới giá của Bitcoin. Một Bitcoin đầu năm thì chỉ có giá là khoảng gần 29.000 mà thôi. Tới thời điểm cuối năm, ngày 30 tháng 12 thì giá nó là khoảng 47 cho tới 48.000, có nghĩa tăng trưởng khoảng 62% so với đầu năm. Thời điểm đặt all time high của Bitcoin trong năm vừa qua là thời điểm ngày 10 tháng 11, thì mức giá nó đạt được là khoảng gần 70.000 đô, đó, cụ thể là 68.998 USD, một mức giá rất là đẹp. Thì những bạn nào mà đã nắm giữ Bitcoin từ cái thời điểm đầu năm cho tới cuối năm thì chúng ta đã có những cái mức lợi nhuận nó dao động từ khoảng x1,6 cho tới x2 lần. Đó, mức lợi nhuận rất là ok. Đó, là chúc mừng những bạn nào mà đã biết về Bitcoin từ sớm, hiểu về công nghệ cũng như là có sự tin tưởng để chúng ta nắm giữ Bitcoin lâu dài. Mình thì tin chắc chắn là trong cái thời gian sắp tới, có thể là không trong năm nay, nhưng mà chắc chắn là trong một vài năm nữa thì Bitcoin sẽ đạt cái ngưỡng giá kỳ vọng là 100.000 đô, thậm chí là cao hơn. Khi Bitcoin tăng trưởng thì đã kéo theo cái sự tăng giá của những đồng coin khác ở trên thị trường. Ở đây thì mình có 10 cái đồng coin, bao gồm cái Bitcoin và 9 cái đồng altcoin và vốn hóa lớn nhất, để xem sự tăng trưởng của những đồng coin này trong năm vừa qua là như nào, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là những cái đồng coin và trong top 10 tăng trưởng lớn nhất đó chính là Luna và Solana, và tăng trưởng tới hơn 100 lần. Có nghĩa là các bạn đầu tư khoảng 10.000 đô là trong vòng một năm các bạn đã trở thành triệu phú rồi, rất là kinh khủng. Những đồng coin khác như Dogecoin, AVAX, BNB cũng tăng trưởng tới hơn 10 lần. ADA, ETH, XRP, DOT thì đều x từ 3 cho tới 8 lần. Bitcoin thì tăng trưởng 1,6 lần cho tới cuối năm. Có nghĩa là cũng đã khoảng gần x2 rồi. Thì đó là cái lợi nhuận rất là kinh khủng nếu mà chúng ta tìm được những cái đồng coin này, hiểu về dự án và biết được cái sự khác biệt của nó, đầu tư nó ở trong cái giai đoạn sớm. Khi các bạn phân loại ra, các bạn sẽ thấy một điểm rất là thú vị ở trong top những đồng coin có vốn hóa cao nhất hiện tại và cũng có những sự tăng trưởng rất là mạnh. Đó chính là đa số những đồng coin này thì thuộc cái nhóm coin là Smart Contract Platform, là những nền tảng blockchain để người ta xây dựng những cái ứng dụng phi tập trung trên đó, giống như là Solana blockchain này, rồi Terra blockchain, đồng coin Luna là của cái hệ sinh thái Terra blockchain. Ngay cả Bitcoin và ETH cũng là những cái blockchain. Thì các bạn thấy là cái việc chúng ta đầu tư vào những cái đồng coin nền tảng Smart Contract Platform thì nó đã có cái sự hiệu quả như nào trong cái năm vừa qua. Và ngoài ra chúng ta cũng có một số những cái nhóm coin khác như là Currency, là Bitcoin là một cái loại Currency, một loại tiền tệ. Payment, giải pháp về dịch vụ thanh toán, thì có đồng coin XRP thuộc dự án Ripple. Meme coin thì có Dogecoin này, và một cái đồng coin sàn mà ai cũng biết, đó chính là đồng BNB của sàn Binance. Thì BNB nó không chỉ là coin sàn, nó còn là coin nền tảng Smart Contract Platform. Ngoài xem xét về giá, chúng ta cũng cần phải xem về vốn hóa. Tại vì xem vốn hóa chúng ta biết được rằng là nguồn vốn nó tập trung vào đâu ở trong thế giới cryptocurrency. Thì đâu là những cái mảng coin có cái vốn hóa lớn nhất? Đó, thì đầu tiên vẫn là Smart Contract Platform, những nền tảng blockchain để chúng ta có thể xây dựng những ứng dụng ở trên. Giống như là trong ngoài đời chúng ta sẽ mua cái mảnh đất nền để mà chúng ta xây nhiều cái loại hạ tầng ở trên đó, ví dụ nhà để ở, nhà để cho thuê, rồi nhà hàng, khách sạn,
đủ thể loại ở trên đó, thì mỗi cái smart contract platform, mỗi cái nền tảng blockchain đó thì nó cũng giống như những mảnh đất nền như vậy. Nên là dòng tiền thường là đổ vào đây trước, sau đó chúng ta có centralized exchange này, là những cái đồng coin sàn thì tổng vốn hóa cũng rất là lớn, đứng thứ hai chỉ sau có smart contract platform. Đó, meme coin đúng không ạ, những cái đồng coin meme như là Dogecoin, như là Shiba, như là Floki, rất là thú vị là những đồng coin này nó lại có tổng vốn hóa đứng thứ ba trong những cái mảng coin có vốn hóa lớn nhất. Sau đó mới đến DeFi, decentralized exchange, rồi GameFi, rồi storage, đó, rồi những ứng dụng về lending, borrowing, về DeFi. Đó, tuy nhiên thì ở đây chúng ta phải hiểu được rằng là cái vốn hóa tổng này được tính bằng cách cộng tất cả vốn hóa của các dự án trong cái mảng này, đó, thuộc cục một nhóm lại với nhau. Đó, tuy nhiên thì sẽ có hai trường hợp. Cái vốn hóa tổng lớn là bởi vì có nhiều dự án, mỗi dự án có vốn hóa nhỏ hoặc là trung bình, đó, cộng lại với nhau thì vì nhiều dự án nên là vốn hóa tổng sẽ lớn. Hoặc cái trường hợp là chỉ có một số dự án nhưng mà mỗi dự án vốn hóa rất là khủng, đó thì mình thích cái trường hợp thứ hai hơn. Đó, tại vì các bạn thấy là mặc dù chúng ta nói đến câu chuyện là phi tập trung, nhưng mà thực chất cái nguồn vốn thì nó luôn tập trung hóa để mà tối ưu. Và trong thế giới công nghệ thì cái sự tập trung nguồn vốn nó càng nhiều hơn vì có cái hiệu ứng là network effect. Ở đây thì mình sẽ không giải thích cụ thể, các bạn nên lên Google các bạn tra network effect Facebook chẳng hạn, các bạn sẽ biết đây là cái gì. Đó, nên là mình sẽ tính một chỉ số nữa là trung bình cái vốn hóa của những cái dự án ở trong mỗi mảng nó là bao nhiêu. Đó, mình có tổng vốn hóa của mỗi mảng rồi, mình biết số lượng dự án trong mỗi mảng là bao nhiêu thì mình chia để mình ra trung bình, để mình xem là thực sự những dự án lớn thì nó thuộc cái mảng nào. Các bạn sẽ thấy cái bảng phân loại này nó thay đổi khá là nhiều. Dẫn đầu là chúng ta có smart contract platform này, sau đó vẫn là centralized exchange, nhưng mà thứ ba và thứ tư thì chúng ta có storage, là những cái dự án về lưu trữ dữ liệu phi tập trung, rồi Oracle là những dự án về kéo dữ liệu vào trong những ứng dụng phi tập trung để các ứng dụng có thể thực sự trở thành một ứng dụng mà người ta sử dụng được. Rất là quan trọng. Các bạn thấy là bốn cái mảng mà đang có những dự án lớn thì đều là những mảng về nền tảng, và xây dựng một cái nền tảng blockchain, nền tảng về DApps để mà ai cũng có thể sử dụng và cho những mục đích khác nhau được. Đó, thì đó là cái rất là hay, cái insight, cái việc quan trọng mà chúng ta cần phải phân tích được về công nghệ, về ứng dụng mà chúng ta đầu tư vào những đồng coin nền tảng, đó, từ giai đoạn sớm. Ngoài việc phân loại vốn hóa theo những cái mảng khác nhau thì chúng ta cũng cần phải quan sát là trong năm 2021 vừa qua thì hệ sinh thái nào, đúng không ạ? Smart contract platform nào đang thu hút được nhiều dự án với cả cái vốn hóa lớn. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ xem một chỉ số đầu tiên là tổng vốn hóa cho mỗi hệ sinh thái. Dẫn đầu là Binance Smart Chain Ecosystem. Và sau đó là Ethereum, rồi Solana, rồi Avalanche, rồi Phantom, Polygon, Terra và Tron. Ở đây thì các bạn sẽ thấy một điều rất là thú vị, đó là hệ Binance Smart Chain nó lại có tổng vốn hóa của các dự án trong đó lớn hơn cả hệ Ethereum. Đúng không ạ? Tại sao lại như vậy? Mình thì mình nghĩ là bởi vì hai lý do. Thứ nhất là cái bản chất hệ Binance Smart Chain thì nó rất là dễ để làm đẹp những ứng dụng trên đó. Rồi cái phí giao dịch rẻ này, cái tốc độ xử lý giao dịch rất là nhanh, rất là mượt. Đó, thứ hai là sàn Binance vẫn là một thế lực rất là lớn ở trong thế giới cryptocurrency, và họ không chỉ đầu tư vào hệ Binance Smart Chain mà họ xây dựng rất là nhiều, mà họ còn có những cái thiết kế rất là hay để mọi người có thể dễ dàng chuyển tiền từ Binance sang Binance Smart Chain, hoặc là khuyến khích mọi người sở hữu tài sản của những dự án ở trên Binance Smart Chain. Đây là lý do mình nghĩ tại sao mà cái hệ Binance Smart Chain lại có rất nhiều dự án như vậy. Và các bạn để ý là trong cái giai đoạn gần đây cuối năm thì có vô số những cái dự án khác nhau được đẻ ra ở trên Binance Smart Chain và được bơm thổi, được marketing rất là nhiều. Đó, thì hệ Ethereum thì xây dựng những dự án trên này thì thường là tốn cái phí giao dịch, cái phí gas rất là cao để mà cho dự án chạy, rồi kiểm thử, rồi người dùng thì cũng phải trả phí rất là cao, nên có lẽ là lý do tại sao mà Binance Smart Chain lại vượt lên như vậy. Đúng không ạ? Chúng ta cũng thấy được rằng là Solana, Avalanche, Phantom, là ngay cả Polygon là những hệ rất là mới cũng đang phát triển cái vốn hóa của mình trong cái thời gian vừa qua, khi mà có nhiều dự án xây dựng ở trên những hệ này. Đó. Tuy nhiên thì như là chúng ta phân tích những cái mảng coin, thì khi mà phân tích những hệ sinh thái coin, chúng ta sẽ cần cái chỉ số thứ hai là
trung bình cái vốn hóa của mỗi dự án trên từng hệ là bao nhiêu, để chúng ta thấy được rằng là thực chất hệ nào mới có những dự án thực sự lớn. Tại vì dự án lớn thì thường là nơi mà những cái tay chơi lớn, dòng tiền lớn họ đổ vào, họ đổ tiền vào một cách là họ nắm giữ token của dự án, thì câu chuyện nó lại khác hoàn toàn. Thực chất là Binance Smart Chain không còn đứng top nữa mà đứng ở vị trí thứ bảy, đứng đầu lại là Ethereum, rồi Terra, rồi Solana, rồi Phantom. Đó, ở đây các bạn thấy được rằng là thực chất là Ethereum vẫn là nơi mà những dự án lớn phát triển lâu dài họ xây dựng. Còn với cảm quan của mình thì hệ Binance Smart Chain vẫn là nơi mà rất nhiều dự án họ làm nhỏ và họ có cái tầm nhìn nó hơi bị ngắn hạn. Họ sinh ra để mà bán cái đồng coin của họ cho cộng đồng thì họ thường là chọn Binance Smart Chain. Và cứ có một cái trend gì mới là rất nhiều những dự án như vậy được sinh ra ở trên Binance Smart Chain. Còn Ethereum thì mình thấy vẫn là căn cơ, nó vẫn là nơi mà những cái dự án thực sự lớn, cái dòng tiền lớn nó đổ vào. Ok, thì đó là những cái diễn biến về thị trường, nó đơn giản như vậy thôi. Ở đây thì mình chỉ điểm qua hai thông số là giá cả và cái vốn hóa thôi, là cái basic mà ai cũng nắm được. Các bạn thấy cái bức tranh rất là tổng quan rồi, mảng nào là quan trọng đúng không ạ? Mảng về nền tảng, mảng về công nghệ mà có cái sự ứng dụng thực tế để mà giúp trải nghiệm người dùng tốt hơn, nó sẽ chiếm tỷ trọng vốn hóa cao, dòng tiền đổ vào. Đó, hệ nào là hệ lớn thực sự, Ethereum đó, rồi Terra Luna, một ngôi sao mới nổi. Các bạn thì tìm hiểu thêm về Terra Luna trong video của mình làm về hệ này, các bạn lên YouTube các bạn tra Mr. Coin dấu cách Luna, các bạn sẽ ra cái thông tin về hệ sinh thái Terra Luna này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng điểm qua những sự kiện nổi bật trong năm 2021 vừa qua để xem là thị trường cryptocurrency và Bitcoin đã phát triển như thế nào. Năm 2021 thì đánh dấu cái việc là Bitcoin và crypto được công nhận nhiều hơn, là bởi không chỉ những cái người cá nhân đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta, mà bởi những tập đoàn, những công ty, những quỹ đầu tư lớn ở trên thế giới. Đó, bắt đầu năm chúng ta có thông tin là Tesla họ mua khoảng 1,5 tỷ USD giá trị Bitcoin vào tháng 2, và thậm chí họ định chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin cho những cái xe Tesla, xe điện mà họ bán ra. Tuy nhiên thì từ tháng 6 thì Tesla họ đã bán 10% lượng Bitcoin mà mình nắm giữ với lý do là muốn thử thanh khoản của thị trường xem là có thể đáp ứng được cái lượng Bitcoin lớn được bán ra như vậy hay không. Và họ cũng hoãn chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin cho tới khi 50% thợ đào dùng năng lượng sạch. Đó, thì tháng 6 là thời điểm không đẹp đối với thị trường cryptocurrency khi chúng ta có những thông tin như này. Ngoài Tesla thì chúng ta có rất là nhiều những cái tập đoàn khác họ đã mua Bitcoin. Đó, họ mua ít, mua nhiều, nhưng họ đã mua. Thì đó là một tín hiệu rất là hay, tại vì thực sự người ta nhận ra rằng là ngoài cái phương án sử dụng tiền pháp định truyền thống, chúng ta có sử dụng Bitcoin cũng là một cái phương tiện thanh toán rất là minh bạch, rất là tự do, và quan trọng là không thể in ra được tùy ý và không có lãm phát như là tiền pháp định. Ở đây chúng ta là thông số là MicroStrategy họ sở hữu lượng Bitcoin lên tới 124.391 Bitcoin. Đó, rất là nhiều đúng không ạ? Tesla đứng thứ hai với khoảng hơn 40.000 Bitcoin. Galaxy Digital Holdings là 16.400. Voyager Digital Limited là 12.200. Và Block, trước đây là tên gọi là Square, là công ty của tỷ phú Jack Dorsey chủ sáng lập và sở hữu ra Twitter. Nó sở hữu 8.207 Bitcoin. Đúng vậy, chúng ta sở hữu khoảng 10 Bitcoin thôi, hoặc là 100 Bitcoin thôi thì đã là rất là kinh khủng rồi. Còn MicroStrategy sở hữu khoảng 124.000 Bitcoin. Các bạn tưởng tượng con số Bitcoin lớn mức nào. Cho thấy cái niềm tin của những cái công ty lớn này vào cái tương lai của Bitcoin là như thế nào, đúng không ạ? Ngoài những công ty họ làm ăn kinh doanh ở trong những lĩnh vực khác, nhưng mà họ bỏ một phần cái doanh thu, cái lợi nhuận của họ vào Bitcoin, đúng không ạ? Thì chúng ta có những nhận định rất là tích cực của những nhà đầu tư lớn ở trên thế giới về tiềm năng của Bitcoin và công nghệ blockchain. Các nhà đầu tư lớn thì thường là họ khá là cẩn trọng và khá là khó để họ thay đổi cái tầm nhìn của mình. Họ phải suy tính, họ nghiên cứu rất là nhiều họ mới thay đổi cái nhìn của mình. Nhưng mà năm 2021 vừa qua chúng ta đã thấy được rằng là một số nhà đầu tư rất là lớn, rất là tên tuổi trên thế giới, họ đã ủng hộ Bitcoin, ủng hộ công nghệ blockchain. Giống như là Mark Cuban, nó Shark của chương trình Shark Tank Mỹ. Các bạn nào mà theo dõi các bạn sẽ biết Mark Cuban là ai. Thì ở đây thì mình sẽ trích dẫn một cái lời phát biểu của Mark Cuban là như sau: tôi thích ETH hơn Bitcoin vì tôi thấy được vô số các ứng dụng sẽ được xây dựng để thay đổi thế giới kinh doanh.
và để sử dụng chúng, bạn cần mua ETH. Những bạn nào mà theo dõi video của mình, các bạn sẽ biết được rằng là giá trị của crypto không chỉ ở cái phương tiện thanh toán, mà công nghệ blockchain còn cho phép chúng ta xây dựng được những cái ứng dụng phi tập trung, những cái mô hình hợp tác phi tập trung, có nghĩa là hợp tác bình đẳng, minh bạch. Thì đó là cái sự khác biệt với cả cái mô hình tổ chức lao động truyền thống. Trong tương lai, trong năm sắp tới, chắc chắn các bạn sẽ thấy những sự thay đổi này. Và đó cũng là lý do tại sao chúng ta nên tìm hiểu và nên tin tưởng vào tương lai của công nghệ blockchain và cryptocurrency. Peter Thiel là ai? Peter Thiel là người đã từng sát cánh với Elon Musk xây dựng đế chế PayPal và bán lại cho eBay. Đó, với cái mức giá là khoảng hơn 100 triệu USD cái thời điểm những năm khoảng cuối 1990, đầu những năm 2000. Sau đó thì Peter Thiel còn có những phi vụ đầu tư rất là lớn khác, ví dụ là đầu tư vào Facebook ở giai đoạn sớm. Hiện tại tổng giá trị tài sản của Peter Thiel là gần 7 tỷ USD. Và Peter Thiel cũng là một cái người hardcore tin tưởng vào tiềm năng của Bitcoin và công nghệ blockchain. Thì sẽ có hai cái lời phát biểu sau đây của Peter Thiel mình xin trích dẫn lại cho các bạn. Đáng ra bạn chỉ cần mua Bitcoin, tôi nghĩ mình chưa đầu tư đủ vào Bitcoin. Tỷ phú có hàng tỷ đô là Mỹ tài sản này mà ông ấy nói là mình đầu tư chưa đủ vào Bitcoin. Các bạn có thể thấy được rằng cái niềm tin của ông vào Bitcoin nó là như nào. Bitcoin đang có giá là 66.000 USD, liệu rằng giá có thể tăng tiếp? Có thể là có, cũng có thể là không, đúng không ạ? Tại vì thị trường thì không ai biết là nó sẽ biến động như nào. Kể cả trader thì cái câu khẩu quyết luôn là trend is your friend, thị trường nó trend như nào chúng ta trade theo thôi, cũng đừng cố gắng mà đoán thị trường. Nhưng chắc chắn điều này cho chúng ta biết rằng các ngân hàng trung ương đang bên bờ vực phá sản. Đó, thực tế là chúng ta đang có hai hệ thống tiền tệ, một hệ thống tiền tệ truyền thống do ngân hàng trung ương họ làm chủ và quản lý, hệ thống thứ hai là hệ thống tiền tệ phi tập trung với công nghệ blockchain và tiêu biểu là Bitcoin, do toàn bộ nhân loại chúng ta sở hữu và vận hành một cách hoàn toàn phi tập trung, không có người đứng đầu lãnh đạo, mà hệ thống đã được lập trình sẵn để mà vận hành một cách rất là trơn tru. Chúng ta đang có hai cái hệ thống này và khả năng sẽ có cái cuộc chiến, sự tranh chấp giữa hai cái hệ thống này để xem là cuối cùng hệ thống nào sẽ tồn tại và nhân loại sẽ sử dụng hệ thống nào. Đó, thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi diễn biến ở trong những năm sắp tới, mình nghĩ sẽ rất là thú vị. Và Ray Dalio là một cái tỷ phú đầu tư theo phong cách khá là đặc biệt. Đó chính là quan sát những chu kỳ diễn biến dài hạn của thị trường, quan sát lịch sử, phán đoán xem là lịch sử nó sẽ lặp lại như nào để mà đầu tư. Thì trước đây Ray Dalio ông ấy không tin tưởng Bitcoin và crypto cho lắm, nhưng mà sang năm 2021 này thì Ray Dalio đã có những phát biểu như sau. Bitcoin thực sự đã có những thành công đáng kinh ngạc, và tôi tin vào công nghệ blockchain sẽ có một cuộc cách mạng. Đó, rất là hay đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng quan sát và theo dõi ngày năm sắp tới. Mình đảm bảo là sẽ có nhiều cái biến động rất là hay ở trên thị trường tài chính, cũng như là công nghệ Bitcoin và cryptocurrency. Năm nay cũng là năm đầu tiên một quốc gia trên trái đất công nhận Bitcoin là tiền tệ chính thức của mình. Đó chính là quốc gia El Salvador ở cái khu vực Mỹ Latin. Thì vào tháng 6, Quốc hội El Salvador đã phê duyệt dự thảo luật công nhận Bitcoin là tiền tệ chính thức. Có nghĩa là ở quốc gia này chúng ta có thể sử dụng Bitcoin để mua bán hàng hóa và dịch vụ hàng ngày. Đó, thanh toán mọi thứ bằng Bitcoin. Và luật này chính thức có hiệu lực vào tháng 9 năm 2021. Và như mình đã chia sẻ, đúng không ạ, chúng ta đang có hai hệ thống tiền tệ và hệ thống này nó sẽ tranh giành lẫn nhau. Thì chắc chắn là cái việc làm này nó sẽ vấp phải những cái sự phản đối, những sự phản kháng. Cụ thể là những cái lời nói từ IMF, từ JP Morgan và những người biểu tình ở El Salvador. Đó, tuy nhiên thì trong vài tháng từ khoảng tháng 9 cho tới cuối năm 2021 thì cái việc mà công nhận Bitcoin là tiền tệ chính thức thực chất là đã giúp El Salvador rất là nhiều. Họ đã có kinh phí để mà xây 20 trường học và một bệnh viện thú y, với mức chi phí xây dựng lên tới hàng triệu USD. Đó, thì thực sự là chúng ta sẽ mong đợi là trong những năm sau sẽ có những quốc gia họ hiểu được cái giá trị của Bitcoin và họ sẽ bắt chước El Salvador công nhận Bitcoin là tiền tệ của đất nước họ. Và Coinbase đã trở thành một công ty đại chúng. Coinbase thành lập từ năm 2013. Tuy nhiên thì mãi từ năm 2021, có nghĩa là phải 8 năm sau thì Coinbase mới chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ và trở thành một công ty đại chúng.
Niêm yết trên sàn chứng khoán luôn luôn là một sự kiện quan trọng trong sự phát triển của bất cứ công ty tập đoàn nào, không chỉ ở Mỹ mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Và khi mà một sàn giao dịch crypto lớn như Coinbase được chấp nhận để mà niêm yết, thì điều này cũng công nhận cái sự chấp nhận chung của cái nền tài chính truyền thống đối với cả cryptocurrency nó là như nào. Và cái thông tin Coinbase lên sàn này nó đã giúp cho Bitcoin đạt cái mức all time high mới vào cái thời điểm tháng 4 là 65.100 USD. Sau đó từ tháng 10 chúng ta lại có thông tin nữa là Bitcoin Futures ETF, một cái sản phẩm tài chính dành cho số đông đầu tư, đã được Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC cấp phép và đi vào hoạt động. Thì sau khi chúng ta có thông tin này thì Bitcoin đã liên tục tăng trưởng, và tới ngày mùng 10 tháng 11 năm nay thì Bitcoin đã đạt cái mức all time high mới cao nhất trong lịch sử, là cái mức là khoảng gần 70.000 như mình vừa chia sẻ. Thì đây là hai thông tin cho thấy là Bitcoin đang được công nhận bởi cái hệ thống tài chính truyền thống. Và chúng ta không thể nhắc tới trend NFT trong năm vừa qua. Thực sự 2021 đã là một năm mà NFT phát triển rất là nhanh và đã đạt được những cái bước tiến quan trọng. Đầu năm thì chúng ta chỉ có những cái cuộc đấu giá những tài sản NFT như là những cái bức tranh JPEG hoặc là những cái đoạn clip ngắn với mức giá lên tới hàng trăm ngàn tới hàng triệu đô. Đúng không ạ? Lúc đó thì bản thân mình vẫn chưa tin tưởng vào NFT. Tuy nhiên thì tới thời điểm khoảng giữa năm thì bắt đầu có những ứng dụng rõ rệt hơn đối với cả NFT, giống như là trong gaming, Axie Infinity, một dự án game đình đám của người Việt Nam làm ra, đã trở thành dự án NFT đầu tiên có khối lượng giao dịch đạt 1 tỷ USD. Rồi tháng 10, Facebook công bố chiến lược Metaverse và đổi tên công ty mình thành Meta, đúng không ạ? Để mà cho phép con người chúng ta có thể tương tác ở trong một thế giới thực tế ảo 3D, chứ không phải là chỉ nhìn ở màn hình 2D như là bình thường chúng ta lướt web hoặc là lướt mạng xã hội nữa. Thì đó là một trend của tương lai. Nhưng mà khi thông tin này được công bố thì rất là nhiều những cái dự án coin về Metaverse, về VR đã tăng trưởng rất là mạnh, ví dụ như là Sick VR hoặc là thậm chí là Radio Kaka với đồng coin Raka. Và NFT đã được bình chọn là từ khóa của năm bởi Collins Dictionary. Tuy nhiên thì ngoài những thông tin tốt, trong năm vừa qua cũng có những thông tin khá là xấu ảnh hưởng tới cái sự tăng trưởng của Bitcoin và thị trường cryptocurrency. Ví dụ như là tháng 5 năm 2021 thì Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã tái khẳng định các chính sách trước đây về hạn chế đào coin và trade coin. Chính quyền một số địa phương đã bắt đầu làm mạnh tay hơn trong việc xử lý các cơ sở đào coin, với lý do là vì việc đào coin ảnh hưởng tới môi trường, tới tài nguyên của Trung Quốc. Và rất là nhiều những cái thợ đào, những cái xưởng đào coin đã phải di rời sang đất nước khác như là Kazakhstan, như là Iran, thậm chí là Mỹ. Tháng 5 chứng kiến cái sự sụt giảm mạnh của giá Bitcoin, đặc biệt là vào ngày 19 tháng 5. Đó thì trùng với cả những sự kiện, những thông tin này từ Trung Quốc. Từ tháng 9 thì chúng ta cũng có một sự điều chỉnh mạnh của thị trường. Và không bất ngờ khi mà cái sự điều chỉnh này nó xuất hiện cùng với thông tin xấu, đó là Ngân hàng Trung ương Trung Quốc họ cấm tất cả những cái sàn giao dịch crypto nước ngoài đang cung cấp dịch vụ cho người Trung Quốc. 2017 thì họ cấm Binance, cấm Huobi không được hoạt động ở Trung Quốc nữa. Đó thì những cái sàn này họ đã chuyển ra nước ngoài, lập trụ sở ở nước ngoài và họ vẫn cung cấp dịch vụ cho người dân nội địa ở Trung Quốc. Tuy nhiên thì thời tháng 9 vừa qua thì những cái sàn này sẽ không được cung cấp dịch vụ cho người dân Trung Quốc nữa. Và khả năng cao là rất nhiều cá mập, rất là nhiều người chơi crypto ở trên thị trường Trung Quốc họ đã phải bán tháo coin của mình đi và ảnh hưởng tới cái sự tăng trưởng của giá cả rất là nhiều. Đó thì đó là những cái thông tin xấu về Trung Quốc. Tuy nhiên thì khi cái thông tin này qua đi và mạng lưới Bitcoin blockchain vẫn hoạt động rất là mạnh mẽ. Các bạn nên nhớ là trước năm 2021 vừa qua thì Trung Quốc vẫn chiếm từ 70-80% hash rate của Bitcoin Network. Tuy nhiên thì hiện tại gần như là không còn hash rate ở Trung Quốc nữa khi mà các thợ đào coin không được hoạt động ở Trung Quốc nữa. Nhưng Bitcoin vẫn hoạt động rất là ổn định, rất là bình thường. Thì những thử thách này đã chứng minh cái sự mạnh mẽ, cái sự đáng tin cậy của hệ thống Bitcoin Network. Và thông tin thứ hai đến từ cái cường quốc số 1 thế giới là Mỹ. Chúng ta không thể phủ nhận vai trò của Ngân hàng Trung ương của Mỹ là Quỹ dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong việc bơm thổi những thị trường tài chính trên thế giới. Năm 2020, để phản ứng với Covid, thì có những ngày họ bơm hàng trăm tỷ USD vào nền kinh tế, vào trong thị trường tài chính. Cái số tiền này đáng ra được bơm trong vòng nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Đó, nhưng mà họ bơm trong vòng có vài ngày.
Đó, thì chứng khoán Mỹ tăng, hàng hóa tăng, chứng khoán thế giới tăng chung, và crypto, coin chắc chắn là đã được hưởng một phần từ dòng tiền này và tăng trưởng rất là mạnh. Tuy nhiên, 2021 thì bắt đầu có những tín hiệu thay đổi chính sách của Fed khi mà lạm phát gia tăng. Tháng 11 thì Fed bắt đầu cắt giảm hoạt động mua trái phiếu. Từ tháng 12 thì Fed tuyên bố gia tăng tốc độ giảm bơm tiền nhanh hơn và họ có kế hoạch nâng lãi suất từ năm 2022 trở đi. Thì bản thân mình nghĩ rằng đây là lý do tại sao mà Bitcoin đã không đạt cái mức target kỳ vọng là 100.000 USD vào cuối năm 2021 vừa qua. Tổng kết lại thì mặc dù có những khó khăn như trên, Bitcoin và công nghệ blockchain đã vượt qua được và ngày càng được công nhận ở trên thế giới. Altcoin phát triển theo từng mảng ứng dụng và hệ sinh thái rất là rõ ràng, đúng không ạ? Và chúng ta biết là mỗi đồng altcoin sẽ được ứng dụng vào lĩnh vực gì, cho dù là lĩnh vực về tài chính khi tập trung, cho dù là nền tảng công nghệ để xây dựng những ứng dụng khác, hay là về GameFi, về Metaverse, thì altcoin bây giờ nó đã có ứng dụng rồi, chứ không phải là những cái đồng altcoin linh tinh vớ vẩn như là năm 2017, 2018 nữa. Và các hệ sinh thái như là Ethereum, như là Polygon, như là Solana, như là Avalanche thì đã và đang cạnh tranh nhau rất gay gắt để thu hút người dùng và dòng vốn. Và nguồn vốn thì có hai xu hướng. Thứ nhất là đầu tư vào cơ bản, đổ vào các dự án nền tảng, đúng không ạ? Đầu tư lâu dài vào những cái dự án này. Thì đây cũng là cái điểm đến mà chúng ta nên hướng tới. Thứ hai thì cũng có những nguồn vốn được thổi vào thị trường để mà bơm thổi những cái đồng meme coin, những cái đồng GameFi, thậm chí là những cái đồng coin DeFi mà không có định hướng lâu dài hoặc là không có cái sự khác biệt so với cả những cái dự án khác. Và về tình hình macro, về tổng quan chung của thị trường tài chính thì thị trường coin đã phát triển trên nền chính sách tiền tệ nới lỏng của Fed. Tuy nhiên thì cái context, cái nền này nó sẽ không còn trong năm 2022 sắp tới, thì chúng ta cũng sẽ phải cẩn thận. Ok, nói tới năm 2022 thì ở đây thì mình cũng sẽ chia sẻ về những cái nhận định cũng như là những cái dự đoán của mình về năm 2022, năm mà chúng ta mới bắt đầu. Về cơ bản thì khả năng cao thị trường sẽ vẫn tiếp tục phát triển theo hướng là giải quyết cái vấn đề về trải nghiệm người dùng khi mà người ta sử dụng blockchain, khi mà người ta sử dụng DApps. Tại vì mặc dù là năm vừa qua đã có nhiều người sử dụng những ứng dụng về DeFi, về GameFi hơn, tuy nhiên thì cái việc chúng ta sử dụng nó vẫn rất là mất nhiều bước và đôi khi là rất là khó để mà cho những người mới họ trải nghiệm. Đó, thì đây vẫn là cái hướng mà công nghệ blockchain và những cái dự án cần phải giải quyết để mà thực sự biến blockchain trở thành một thứ bình thường với cuộc sống của mọi người và có khả năng là cạnh tranh hoặc là thay thế cái nền tài chính, cái nền kinh tế truyền thống. Khả năng cao hệ sinh thái Ethereum vẫn là số 1. Mặc dù Ethereum là một đồng coin mà những người mới họ vào thị trường họ thấy khá là nhàm chán, tuy nhiên mình nghĩ khả năng cao là sang năm hệ sinh thái Ethereum vẫn là số 1, đặc biệt là khi mà ETH 2.0 sẽ được cho ra mắt trong năm 2022 này. Các hệ sinh thái không cạnh tranh được với cả Ethereum nhiều khả năng sẽ chuyển hướng trở thành một cái layer 2 của Ethereum. Còn các đối thủ lớn của Ethereum mà có khả năng cạnh tranh trực tiếp Ethereum như là Solana, như là Avalanche, như là Polkadot, khả năng cao sẽ tiếp tục chi tiền để hoàn thiện hệ sinh thái của mình. Bitcoin thì tháng 11 năm 2021 vừa qua thì đã triển khai phiên bản update Taproot và có chức năng smart contract rồi. Đó, chúng ta sẽ cùng chờ đợi là trong năm nay Bitcoin sẽ có thể phát triển như nào với cả cái sự update, cái sự thay đổi này. Về kỹ thuật thì chúng ta sẽ có hai rủi ro như sau. Thứ nhất là rủi ro điều chỉnh của thị trường theo chu kỳ 4 năm. Chu kỳ này là một chu kỳ tự nhiên, nó không phải là một cái điều ngẫu nhiên. Khi các bạn thấy chúng ta thấy số 4 nó lặp lại rất là nhiều, tại sao 4 năm một nhiệm kỳ tổng thống, tại sao nhiều nhà kinh tế học họ họ đã chứng minh rằng là kinh tế có chu kỳ 4 năm, thị trường có chu kỳ 4 năm. Đó, thì đây không phải là cái điều ngẫu nhiên. Và chu kỳ 4 năm này còn được củng cố thêm bằng cơ chế 4 năm halving một lần của Bitcoin blockchain. Đó, thì chúng ta sẽ cần phải cẩn thận với cái yếu tố diễn biến giá theo cơ bản này. Thứ hai, đó chính là rủi ro từ thay đổi chính sách tiền tệ của Fed như mình đã chia sẻ. Đó, nhưng mình nghĩ khả năng sẽ không sập mạnh như là 2014, 2018 khi Bitcoin chia từ 7 tới 8 lần và altcoin nhìn chung là chia khoảng hơn 10 lần do thị trường đã
cho thấy giá trị của mình, đúng không ạ? Có những ứng dụng cụ thể và càng ngày có càng nhiều người tin tưởng vào tương lai chúng ta sẽ sử dụng công nghệ blockchain, sử dụng DApp nhiều hơn. Đó là những cái chia sẻ của mình tổng kết về thị trường trong năm 2021 vừa qua, cũng như là chia sẻ các bạn những nhận định và những dự đoán của mình trong năm 2022 này. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Mr. Coin, cũng như là có những cái sự góp ý, cái sự chia sẻ chân thành để mà team mình có thể làm tốt hơn trong thời gian vừa qua. Trong năm nay thì team Mr. Coin sẽ cố gắng nghiên cứu, cố gắng phát triển thêm những nội dung thực sự là có ích cho công việc đầu tư của bạn trên thị trường cryptocurrency, để chúng ta có thể cùng đồng hành và cùng có những thành công trong năm 2022 này. Đó, chúc mừng năm mới và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.